quy chế trung lập giải pháp tốt nhất cho Ukraine. Cuộc tranh luận về việc từ bỏ quan điểm trung lập, nộp đơn xin gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã nóng lên ở cả Phần Lan và Thụy Điển trong bối cảnh chiến sự căng thẳng ở Ukraine. Việc các quốc gia có truyền thống duy trì quan điểm trung lập nay muốn thay đổi nguyên tắc đó đã dấy lên sự tranh luận của giới quan sát quốc tế. Phần Lan lâu nay đã tránh bất đồng với Nga để duy trì quan hệ song phương hữu nghị. Tuy nhiên, ngày 13 tháng 4, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đã cho biết nước này sẵn sàng trước mọi phản ứng từ Moscow trong quá trình xem xét khả năng gia nhập. Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đã gặp người đồng cấp Thụy Điển Magdalena Andersson ở Stockholm để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine, đã thúc đẩy cả hai nước đánh giá lại quan điểm trung lập truyền thống kéo dài suốt chiến tranh lạnh. Tại cuộc họp báo chung sau đó, Thủ tướng Marin đã cho biết bà đã không thể đưa ra thời gian biểu cho quyết định về việc Phần Lan có gia nhập NATO hay không. Nhưng dù sao thời gian để đi tới một quyết định như vậy là trong vòng vài tuần chứ không phải là vài tháng. Trong khi đó, Thủ tướng Andersson đã cho biết Thụy Điển sẽ không vội vàng đưa ra quyết định, nhưng việc đánh giá tình hình an ninh của nước này sẽ được tiến hành kỹ lưỡng. Vào ngày 14 tháng 4, Nga đã cảnh báo sẽ triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa bồi siêu thanh ở trung tâm châu Âu nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Nga đã nhiều lần tuyên bố việc NATO đã mở rộng đe dọa an ninh quốc gia của nước này. Cuộc tranh luận ở Phần Lan. Vào ngày 13 tháng 4, một báo cáo do chính phủ Phần Lan ủy quyền đánh giá về môi trường an ninh đã thay đổi cơ bản ở châu Âu sau khi cuộc chiến tại Ukraine được công bố. Theo Bộ Ngoại giao Phần Lan, báo cáo sau đó sẽ được đệ trình lên Quốc hội với một phiên tranh luận mở màn dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 4. Trong sách trắng, thì Bộ Quốc phòng Phần Lan đã đánh giá rằng nếu Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên NATO, thì ngưỡng sử dụng vũ lực quân sự ở khu vực biển Baltic sẽ tăng lên. Điều này sẽ tăng cường sự ổn định của khu vực trong dài hạn. Phần Lan cũng có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga. Vào năm 1917, Helsinki tuyên bố độc lập khỏi Nga. Phần Lan cũng đã tham gia chiến tranh mùa đông năm 1939 với Liên Xô. Họ đã mất khoảng 10% lãnh thổ, nhưng duy trì được quyền kiểm soát thủ đô và nhà nước của mình. Trong chiến tranh lạnh, Phần Lan chính thức theo quy chế trung lập để ngăn ngừa xung đột với Nga. Helsinki đã gọi quan điểm của mình là trung lập tích cực. Quyết định đưa quân vào Ukraine của Nga đã khiến cho tỷ lệ công chúng ủng hộ Phần Lan chính thức gia nhập NATO tăng vọt, từ 20 đến 30% lên mức là 50% hiện nay. Cuộc tranh luận ở Thụy Điển. Thụy Điển không có chung đường biên giới với Nga, nhưng hòn đảo chiến lược Gotland ở biển Baltic có thể khiến cho nước này dễ bị tổn thương nếu xung đột nổ ra trong khu vực. Ông Robert Dapsel, giám đốc nghiên cứu tại Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển đã cho biết, người Thụy Điển sẽ nhận ra rằng họ có thể thấy mình ở cùng vị trí với Ukraine, có rất nhiều cảm thông, nhưng không thể giúp đỡ về mặt quân sự. Trong tuần này, các đảng viên Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thụy Điển đã thay đổi quan điểm về sự phản đối lâu nay của họ trong vấn đề gia nhập NATO. Quy trình như thế nào nếu Phần Lan và Thụy Điển muốn gia nhập NATO? Toàn bộ 30 thành viên của NATO sẽ cần phê chuẩn tư cách thành viên của ứng viên mới trong một quy trình, có thể là mất từ vài tháng đến một năm. Về phía của Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cho biết, nếu Phần Lan gia nhập NATO thì Nga sẽ tìm cách tái cân bằng tình thế. Ông Peskov cũng đã nói với Sky News, chúng tôi sẽ phải làm cho sườn phía Tây của mình trở nên phức tạp hơn để bảo đảm an ninh. Thưa quý vị, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh mở một cuộc tấn công xâm lược Ukraine, cộng đồng quốc tế đã nhất loạt trừng phạt Nga về kinh tế và chính trị. Các định chế thể thao thế giới liền sau đó đã từ bỏ nguyên tắc trung lập, đứng ngoài các tranh chấp địa chính trị, quyết định những biện pháp trừng phạt nặng nề nhằm vào các thể thao nói chung cũng như là vận động viên Nga. Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga vào Ukraine đã đặt thế giới trước một hoàn cảnh chưa từng có từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trước tình hình nghiêm trọng như vậy, các định chế thể thao thế giới không còn đứng ngoài cuộc hay ngần ngại với nguyên tắc phi chính trị hay là trung lập, vẫn duy trì từ trước tới giờ để đi đến quyết định nhanh chóng loại Nga ra khỏi phong trào thể thao thế giới vì cuộc chiến tranh xâm lược. Trước tiên là Ủy ban Olympic Quốc tế, viết tắt là CIO, rất dè dặt trong các kêu gọi tẩy chay vì các nguyên do tranh chấp địa chính trị. Trong một thông cáo ra vào ngày 28 tháng 2, Ủy ban chấp hành của CIO đã khuyến cáo các liên đoàn thể thao quốc tế
các nhà tổ chức hoạt động thể thao không mời hoặc là cho phép các vận động viên đại diện chính thức của Nga và Belarus tham dự các cuộc thi đấu quốc tế. Ngay lập tức, một loạt các liên đoàn đã nhất loạt hưởng ứng khuyến cáo của CIO. Từ điền kinh, bơi lội, trượt băng quần vợt, bóng rổ, quyền Anh, các cuộc thi đấu với Nga hoặc là trên đất Nga bị hủy bỏ, các vận động viên Nga, Belarus bị cấm thi đấu dưới màu cờ quốc gia. Đặc biệt là trong bóng đá, môn thể thao vua, đồng thời lại mang lại nguồn thu tài chính lớn nhất, cũng đã nhanh chóng ra các quyết định trừng phạt mạnh mẽ. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và chế định quản lý bóng đá châu Âu UEFA đã nhanh chóng có các quyết định trừng phạt nặng nề nhất. Nước chủ nhà của cúp bóng đá thế giới năm 2018 giờ đã chính thức bị loại khỏi sân chơi World Cup Qatar 2022. Liên đoàn bóng đá Nga đã thông báo sẽ kiện ra Tòa án trọng tài thể thao TASS về quyết định này của FIFA. UEFA đã quay lưng lại với các nhà tài trợ Nga và cấm bóng đá Nga tham gia vào tất cả các giải đấu của châu lục. Một quốc gia trung lập sẽ không chọn bên, tránh xa các liên minh ràng buộc và cố gắng tránh các cuộc xung đột. Quốc gia trung lập là quốc gia không tham gia các khối liên minh quân sự, không ký kết các hiệp ước dẫn đến xung đột vũ trang, không tham chiến trừ trường hợp tự vệ, không cung cấp tài chính, vũ khí, phương tiện tiến hành chiến tranh, không cho phép các bên đối địch tuyển mộ nhân viên quân sự, không cho lập căn cứ quân sự, hậu cần trên lãnh thổ của nước mình, trừ trường hợp thực hiện công vụ của nước bảo hộ theo những điều khoản của 4 Công ước Geneva vào ngày 12 tháng 8 năm 1949 về bảo hộ nạn nhân chiến tranh. Có hai dạng nước trung lập có kỳ hạn là trung lập trong một thời gian nhất định hoặc là đối với một cuộc chiến tranh nhất định. Trung lập vĩnh viễn như là Thụy Sĩ từ năm 1815, Áo là từ năm 1955. Quyền và nghĩa vụ của các quốc gia trung lập bao gồm phe tham chiến không xâm lược lãnh thổ trung lập và sự tự vệ trước những âm mưu xâm lược không bị xem là xâm phạm tính trung lập của quốc gia đó. Một quốc gia trung lập phải bắt giữ quân của phe tham chiến khi những người này xâm nhập lãnh thổ, nhưng không được bắt những tù nhân chiến tranh bỏ trốn. Quân đội phe tham chiến không tuyển mộ dân của quốc gia trung lập, nhưng công dân quốc gia trung lập có thể ra nước ngoài để nhập ngũ. Quân lính và trang bị chiến tranh không vận chuyển qua lãnh thổ trung lập, nhưng quân lính bị thương thì có thể được phép. Một quốc gia trung lập có thể cung cấp các phương tiện truyền thông cho các bên tham chiến, nhưng không được cung cấp vật phẩm chiến tranh. Tàu hải quân của bên tham chiến có thể sử dụng cảng trung lập tối đa là 24 giờ, dù bên trung lập có thể đặt ra các hạn chế khác nhau. Trường hợp ngoại lệ là khi phải sửa chữa thiết bị cần thiết để trở lại biển, hoặc là nếu một tàu chiến của phe tham chiến đối địch cũng đang ở trong cảng. Trong trường hợp đó thì nó cần có 24 tiếng khởi đầu. Nếu tàu bị bắt bởi bên tham chiến trong hải phận của quốc gia trung lập, thì bên tham chiến phải giao cho bên trung lập và bên trung lập phải bắt giữ thủy thủ đoàn. Thưa quý vị, trong nhiều thế kỷ, Thụy Sĩ được xem là quốc gia trung lập lâu đời và có uy tín nhất. Rất nhiều diễn đàn thế giới, hội nghị, hiệp định đều chọn Thụy Sĩ để hội đàm và ký kết. Nhờ giữ đường lối trung lập mà suốt năm thế kỷ, Thụy Sĩ đã không tham gia bất kỳ cuộc chiến tranh nào, trừ một lần chính sách trung lập của họ bị lung lay trước các cuộc liên minh tại châu Âu để chống lại Napoleon. Nhưng ngay sau đó, Thụy Sĩ lại kiên định vững vàng chính sách này. Đất nước này cũng đã không bị tàn phá bởi chiến tranh, kể cả cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thứ hai. Trận chiến khiến Thụy Sĩ trở thành quốc gia trung lập suốt 500 năm qua. Thời Trung Cổ, người Thụy Sĩ rất giỏi chiến đấu. Những chiến binh của họ tham gia các lực lượng đánh thuê khắp châu Âu, nhờ đó mà họ có được số của cải lớn. Vào đầu thế kỷ 16, người Thụy Sĩ đã có một loạt các chiến thắng, chiếm được phần lớn miền Bắc nước Ý, trong đó có cả Milan. Vua nước Pháp lúc này là Francis đã quyết định cho quân vượt qua dãy Alps đầy khó khăn và nguy hiểm để đến Milan, nhằm để gây bất ngờ cho quân Thụy Sĩ. Quân Thụy Sĩ đã phải đối mặt với lực lượng quân Pháp đông hơn, trong đó có cả lính đánh thuê nổi tiếng hiếu chiến là Brennerz của Đức. Cuộc chiến đã diễn ra tại thị trấn Marigano, nay còn gọi là Melegano, cách Milan là 16 cây số về phía tây nam. Trong cuộc chiến tranh này, Thụy Sĩ không chỉ là gặp bất lợi về quân số mà cả vũ khí. Trong khi quân Pháp có cả kỵ binh và pháo binh, thì Thụy Sĩ chỉ có thể dựa vào bộ binh. Vua Francis đã bố trí kỵ binh trải rộng hai bên sườn, đại bác nhiều lớp được tập trung ở giữa. Quân Thụy Sĩ chiếm được một số khẩu pháo và đã giáp mặt với lính đánh thuê Đức. Hai đội quân nổi tiếng thiện chiến nhất nhì châu Âu lúc đó đã chạm trán nhau quyết liệt. Kỵ binh Pháp từ hai bên sườn đánh vào đã đẩy lùi được quân Thụy Sĩ, hai bên đã rút lui khi trời tối. Ngày hôm sau, quân Thụy Sĩ lại tổ chức tấn công rất nhanh giống như hôm trước. Lần này thì quân Pháp có chuẩn bị.
lính đánh thuê của Đức ở phía trước đã cố chặn quân Thụy Sĩ, trong khi phía sau đại bác của Pháp đã bắn thẳng vào đội kỵ hình kỷ luật của quân Thụy Sĩ. Tuy vậy, quân Thụy Sĩ đã không nản lòng mà cố tiến đến vị đại bác. Một cuộc chiến ác liệt đã diễn ra giữa quân Thụy Sĩ và lính đánh thuê Đức dưới làn đạn đại bác cùng kỵ binh Pháp. Lúc này thì đồng minh của Pháp là Venetian đã kịp thời tới tham chiến, tạo ra bước ngoặt. Quân Venetian từ sườn đánh vào với quân số áp đảo đã giúp cho xoay chuyển cục diện, khiến cho quân Thụy Sĩ phải rút lui. Cuộc chiến đã khiến cho quân Thụy Sĩ bị tổn thất một nửa và buộc phải rút khỏi Marignano. Trận chiến Marignano đã kết thúc bằng hiệp ước được ký kết giữa Pháp và Thụy Sĩ. Hiệp ước này có tên là Hiệp ước Hòa bình Vĩnh viễn, tuyên bố Pháp và Thụy Sĩ không bao giờ gây chiến với các nước còn lại và nước này không được liên minh với kẻ thù của nước kia. Hiệp ước này đã được Thụy Sĩ tuân thủ và trở thành một quốc gia trung lập, không tham gia cuộc chiến nào hay là liên minh với bất kỳ bên nào. Thụy Sĩ cũng đã xây dựng luật cấm công dân của mình tham gia tổ chức chiến tranh ở nước ngoài, trừ trường hợp phải tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc. Hưởng lợi từ chính sách trung lập. Là đất nước trung lập thì nhiều tổ chức quốc tế lớn đã chọn đặt trụ sở tại Thụy Sĩ. Các tổ chức thể thao quốc tế cũng đã chọn Thụy Sĩ để đặt trụ sở chính. Việc các tổ chức chọn Thụy Sĩ để ký kết các nghị định, hiệp ước, hội nghị, diễn đàn không chỉ là giúp mang lại một số tiền đáng kể cho ngân sách mà còn tạo ra một uy tín, ảnh hưởng của Thụy Sĩ đối với thế giới. Rất nhiều thiên tài chọn Thụy Sĩ làm nơi sinh sống để tận hưởng tự do và hòa bình. Thụy Sĩ cũng được xem là xứ sở của ngân hàng. Các ngân hàng Thụy Sĩ cam kết bảo mật về tài khoản cho khách hàng của mình. Chính vì thế mà Thụy Sĩ chỉ có hơn 8 triệu dân, nhưng có rất nhiều ngân hàng. Riêng nước ngoài đã có tới 148 ngân hàng ở đây. Vào ngày 28 tháng 2, Thụy Sĩ đã có bước đi hiếm gặp và đã được đánh giá là thay đổi nguyên tắc trung lập khi đã tuyên bố là áp đặt trừng phạt Nga liên quan tới chiến dịch quân sự hiện nay của Moscow ở Ukraine. Tổng thống Thụy Sĩ là Ignacio Cassis vào ngày 28 tháng 2 đã thông báo nước này sẽ làm theo tất cả các biện pháp trừng phạt mà EU đã vừa áp đặt đối với Moscow. Phát biểu họp báo tại thủ đô Bern, Tổng thống Cassis đã cho biết chính phủ Thụy Sĩ sẽ điều chỉnh các quy định để cho nước này không được sử dụng nhằm để né tránh các biện pháp trừng phạt do EU đã áp đặt. Ông Cassis đã nêu rõ rằng, chúng tôi không thay đổi nguyên tắc trung lập, song trung lập không có nghĩa là làm ngơ. Trong một tuyên bố, chính phủ Thụy Sĩ đã khẳng định, Thụy Sĩ sẽ phối hợp với EU thực thi các biện pháp trừng phạt này, chủ yếu là các biện pháp trừng phạt về hàng hóa và tài chính. Tuy nhiên, những biện pháp này cũng đã bao gồm việc đóng băng tài sản của các cá nhân và công ty của Nga. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Willy Maurer đã nói rằng, tài sản của những nhân vật nằm trong danh sách đen của Brussels, bao gồm cả Tổng thống Putin, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, đã bị đóng băng ngay lập tức. Bộ trưởng Tư pháp Karin Kuller-Sutter đã thông báo thêm, Thụy Sĩ đồng thời đã cấm nhập cảnh đối với 5 nhà tài phiệt có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoài việc phong tỏa tài sản, Thụy Sĩ cũng sẽ đóng cửa không phận nước này với máy bay của Nga và không cho phép những cá nhân có quan hệ thân cận với Tổng thống Putin nhập cảnh vào Thụy Sĩ. Bên sẽ gửi viện trợ tới Ba Lan để giúp đỡ những người tị nạn Ukraine lánh nạn. Vào năm 2014, khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, Thụy Sĩ đã từ chối áp trừng phạt Moscow. Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã tuyên bố các lệnh trừng phạt mới nêu trên sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Thụy Sĩ cũng là một điểm đến ưa thích của dòng tiền gửi của giới nhà giàu Nga. Reuters đã dẫn số liệu của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã cho biết, Nga có khoảng 11,3 tỷ đô la Mỹ tiền gửi tại các ngân hàng ở nước này vào năm 2020. Thưa quý vị, khi tuyên bố độc lập vào năm 1991, Ukraine đã từng cam kết trở thành quốc gia trung lập vĩnh viễn, không tham gia bất cứ khối quân sự nào. Tuy nhiên, sau phong trào Euromaidan, lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych vào năm 2014, Kiev lại quyết định từ bỏ trạng thái này. Quốc hội Ukraine vào năm 2019 đã thay đổi hiến pháp, bổ sung điều khoản quy định Ukraine sẽ trở thành thành viên NATO và EU. Bước ngoặt này đã đẩy quan hệ Ukraine và Nga leo thang căng thẳng suốt nhiều năm qua. Khi Điện Kremlin đã nhiều lần cảnh báo không chấp nhận NATO triển khai lực lượng căn cứ trên lãnh thổ của nước láng giềng. Trong khi chiến sự vẫn diễn ra ác liệt, Nga đã tiếp tục dội bom vào các thành phố Ukraine. Vào ngày 16 tháng 3, phái đoàn thương thuyết của Nga đã lần đầu tiên nêu lên khả năng đạt thỏa hiệp về một quy chế trung lập theo kiểu Áo hay là Thụy Điển cho Ukraine. Tuy phía Kiev đã bác bỏ ngay lập tức ý tưởng này,
Rõ ràng đây là một bước khởi đầu đáng lạc quan trên con đường tìm kiếm hòa bình cho Ukraine. Phía Moscow đã đề xuất quy chế trung lập nói trên sau khi Tổng thống Zelensky vào ngày 15 tháng 3 đã tuyên bố là sẵn sàng từ bỏ việc Ukraine xin gia nhập khối NATO. Đây chính là một trong những lý do đã khiến cho Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lăng Ukraine. Như vậy là hai bên đều đã có những bước nhượng bộ đáng kể, nhất là những yêu sách của Nga, nay không còn giống như là lúc khởi đầu chiến tranh, khi Điện Kremlin thậm chí đã đòi xóa bỏ một sự tồn tại của quốc gia Ukraine. Vì sao mà Moscow phải nhượng bộ như vậy? Rất có thể đó là vì Tổng thống Putin đã thấy rằng quân Nga đã dần dần xa lầy ở chiến trường Ukraine. Đà tiến công thì rất chậm, còn lực lượng thì bị tổn thất nặng nề về nhân mạng và thiết bị. Đàm phán đối với Điện Kremlin có lẽ là cách để thoát khỏi bế tắc quân sự, trừ phi ông Putin muốn cầu giờ để có thể tổ chức lại cuộc xâm lăng Ukraine. Nếu phía Nga thực tâm muốn đàm phán, thì quy chế trung lập theo kiểu Áo và Thụy Điển mà họ đã đề nghị là như thế nào? Trung lập theo kiểu Áo hay là Thụy Điển? Trong trường hợp của Áo, quy chế trung lập chính là do Liên Xô áp đặt vào năm 1955 và đã được ghi nhận trong hiến pháp, cũng như là đã được đưa vào luật pháp quốc tế, tức là đã thông báo cho các quốc gia khác. Nhưng thật ra là kể từ khi gia nhập Liên hiệp châu Âu vào năm 1995, Áo đã không còn thực sự là một quốc gia trung lập, vì nước này trên nguyên tắc phải tham gia vào an ninh và quốc phòng chung của châu Âu. Mặt khác, Nga đã trách Áo là chỉ trung lập về hình thức, bởi vì cùng với phương Tây nói chung, Vienna đã đứng về phía của Ukraine trong cuộc chiến tranh hiện nay. Thụy Điển cũng vậy về mặt chính thức. Trong nhiều năm, thì nước này cũng là một quốc gia phi liên kết trong hòa bình và trung lập trong chiến tranh. Nhưng đến năm 1992, sau khi chấm dứt chiến tranh lạnh, Thụy Điển đã từ bỏ quy chế trung lập tuyệt đối và 3 năm sau đó, nước này cũng đã gia nhập Liên hiệp châu Âu cùng lúc với Áo. Do quy chế trung lập cho nên cả Áo và Thụy Điển cho tới nay vẫn chưa phải là thành viên của khối NATO và trong một thời gian dài không chi tiêu nhiều cho quốc phòng. Nhưng nay cuộc xâm lăng Ukraine của Nga đã khiến cho Áo và Thụy Điển phải nghĩ đến việc tăng cường khả năng phòng thủ. Cho tới nay, Ukraine chưa là thành viên của Liên hiệp châu Âu và NATO. Và ngay sau khi Ukraine bị Nga tấn công, Tổng thống Zelensky đã ký đơn xin gia nhập Liên Âu. Nhưng còn đối với NATO thì ông đã sẵn sàng từ bỏ việc xin gia nhập. Như vậy thì ông Zelensky đã đưa nước của ông đến gần mô hình nước Áo. Nhưng nên nhớ rằng trước khi ghi quy chế trung lập vào trong hiến pháp, Áo đã yêu cầu rút hết các lực lượng ngoài đóng tại nước này từ năm 1945, trong đó có lực lượng Nga. Có phải là Điện Kremlin đã nghĩ đến mô hình này? Nếu đúng như thế thì quân Nga sẽ rút về nước, còn Ukraine sẽ phải chính thức cam kết không bao giờ xin vào NATO. Trước mắt, Kiev đã bác bỏ đề xuất của Nga về mô hình trung lập. Một nhà thương thuyết của Ukraine, Mykhailo Podolyak, đã tuyên bố Ukraine hiện đang trong tình trạng chiến tranh trực tiếp với Nga, cho nên chỉ có một mô hình là mô hình Ukraine. Nhà thương thuyết này đã nhấn mạnh điều mà Kiev muốn, đó là những bảo đảm an ninh tuyệt đối để đối đầu với Nga. Cụ thể là những nước tham gia ký kết các bảo đảm này cam kết sẽ can thiệp hỗ trợ Ukraine trong trường hợp nước này bị tấn công. Trả lời nhật báo Pháp Le Echo vào ngày 16 tháng 3, giáo sư Tengai Cho, Đại học Công giáo Leuven, Vương quốc Bỉ đã cho rằng quy chế trung lập không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng chắc chắn là giải pháp thực tiện nhất trong bối cảnh hiện nay. Đó là quy chế mà vị giáo sư này đã gọi là trung lập có vũ trang, theo như mô hình Áo hay là Thụy Điển, vì hai nước này cũng có khả năng là phòng thủ và có một chính sách ngoại giao riêng. Liệu Nga và Ukraine rồi sẽ đạt được thỏa hiệp về một quy chế trung lập hay không? Điều này có lẽ là tùy thuộc phần lớn vào diễn biến tình hình chiến sự hiện nay. Và dẫu gì đi nữa, thì trước khi bước vào cuộc đàm phán thật sự, hai bên phải chấp nhận một lệnh ngừng bắn. Kính thưa quý vị, mỗi tin chuyên đề của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chúc sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.